chào các bạn. Trước mặt mình Mai Quy quay đây, đó là một sản phẩm nổi tiếng trong mấy năm vừa qua, đó là sản phẩm của Hùng Nguyễn. Thì hiện tại Hùng Nguyễn có hai sản phẩm, thì bữa mình giới thiệu có một cái video giới thiệu về cái Hùng Nguyễn mà dạng cao cấp mắc tiền, thì được các bạn ủng hộ mua rất là nhiều sản phẩm. Đó là một điều khích lệ, một điều qua Mai Quy thấy làm động lực để làm tiếp những cái video khác, để giới thiệu những cái sản phẩm chất lượng cho người chơi lan và những người trồng cây kiểng. Thì sản phẩm mà Hùng Nguyễn này á, thì nó là một dạng loại này là loại rẻ tiền nha các bạn. Nó rất là rẻ tiền. Thì nó không có trong cái hũ. Xin chào các bạn. Hiện tại bây giờ có thể nói là rất là nhiều nơi bán phân mà một dạng là bán phân nhái, phân giả hay là sao chép. Vấn đề đó rất là nhức nhối. Và những khách hàng gọi cho Mai Quy đều nói: ô, tại sao lại có những cái đơn vị bán phân mà giống như nhau như vậy? Thì bên công ty Mai Quy mình với kinh nghiệm 10 năm xin cam kết các bạn là sản phẩm bên công ty mình đảm bảo chất lượng, uy tín, không có hàng giả, không hàng nhái. Nếu các bạn có phát hiện bên công ty mình bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bên công ty mình sẵn sàng 1 đến 10 cho chúng ta, để chúng ta yên tâm hoàn toàn khi sử dụng bên sản phẩm của công ty Mai Quy mình. Và tất cả những cái thông tin liên lạc đều có trên hai cái website chính của bên công ty mình, đó là siêu thị Hoa Lan.com, kho nông nghiệp.com, và số điện thoại đi theo cái hai trang web đó để các bạn hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm bên mình. Chúc các bạn có những giò lan đẹp, có chúc bạn có những vườn đẹp, chúc các bạn có những cây ra rất là nhiều hoa và mua được sản phẩm đúng. Xin cảm ơn, xin chào các bạn. Nhỏ này mà nó là như vậy. Thì cái sản phẩm Hùng Nguyễn này á thì nó xuất xứ từ Đà Lạt. Và chúng ta pha tưới những cái này thì nó làm cho cây chúng ta ra rễ, ra ki. Và nói chung là một số cái tính năng dưới cuối, nhưng mà người ta thích nhất là về ra rễ, ra ki. Ví dụ bổ sung NPK hay là kháng khuẩn hay trị đốm lá, phòng trị nấm gì đó thì người ta không chú trọng bằng cái vụ ra rễ, ra ki, vì nó hiệu quả cao nên được người mua rất là nhiều các bạn. Và một cái sản phẩm mà Mai Quy muốn giới thiệu, đây là dạng đậm đặc chiên dùng để kích ki, kích chòi mà có thể bôi, chích và phun các bạn ha. Và cái sản phẩm này á, nó không phải là 6 trong 1 mà nó chuyên nghiệp về cái đường đó. Tức là nó chuyên nghiệp về cái gì bạn? Nó chuyên nghiệp về cái ki, chòi mà bôi, chích với phun. Tức là sản phẩm này là được nghiên cứu chuyên nghiệp về cái điều đó. Còn sản phẩm này là 6 trong 1, tức là cũng có ki, chòi, rễ, nhưng mà nó có thêm nấm, bệnh, NPK, tức là nó toàn diện, nhưng mà thực sự nó không có chuyên nghiệp. Chúng ta muốn sử dụng chuyên nghiệp thì chúng ta hãy dùng sản phẩm này, mắc tiền hơn nhiều. Còn sản phẩm này là dạng pha chế nhiều để chúng ta tưới toàn diện, giống như là chúng ta sẽ có được cái dạng cái ki rồ mà chuyên nghiệp như vậy, chuyên về bôi ki thôi, của Mỹ, 100% của Mỹ luôn, nhập về của Mỹ, không đúng từ bên Mỹ về luôn các bạn. Thì cái sản phẩm mà kích ki chòi mà dạng đậm đặc thì hai này nó giống nhau các bạn, nhưng mà cái này của Việt Nam, cái này là của Mỹ. Nhiều khi cái Việt Nam nó còn tốt hơn của Mỹ các bạn, nói thẳng luôn. Tại vì Việt Nam người ta nghiên cứu nó phù hợp với khí hậu của Việt Nam và hiểu cái tâm lý của người Việt Nam thế nào để nó lạp ra, thành ra những sản phẩm này bán chạy lắm các bạn, mà giá tiền nó bình dân. Một sản phẩm nữa là cái Kiwi là nổi tiếng gần 10 năm nay, thì Mai Quy sẽ quay video khác để giới thiệu này, nhưng đây là một sản phẩm rất là chất lượng của Việt Nam. Rồi, Mai Quy qua video này muốn giới thiệu về Hùng Nguyễn để các bạn yên tâm sử dụng. Sản phẩm Hùng Nguyễn bên công ty Mai Quy cũng lấy trực tiếp từ bên anh Hùng Nguyễn, đạt được chất lượng cao, để chúng ta yên tâm sử dụng. Còn về giá tiền thì chúng ta có thể mua Hùng Nguyễn với số lượng lớn để được giảm giá, hoặc nếu mua một hũ cũng được. Thì những sản phẩm Hùng Nguyễn này thì giá tất cả cũng dễ chịu, chúng ta có thể dễ dàng mua. Còn cách sử dụng thế nào thì trong những hũ nhỏ này nó đều có cái hướng dẫn, hoặc là chai trên bao bì có ghi, các bạn có thể đọc và sử dụng rất là dễ dàng các bạn ha. Mai Quy cũng muốn nhấn mạnh lại, đây là hàng Việt Nam và đạt chất lượng tốt, đã được định hình thương hiệu trong thời gian vừa qua, không bị khách hàng phàn nàn.
hay là gây sốc cây, chết cây hay là cháy rễ rất là tốt. Xin cảm ơn và xin chào các bạn đã xem video. Chúng ta có thể mua hàng trên trang web kho-nông-nghiệp.com, siêu thị Hoa Lan.com theo cái mã số mình đã đăng trên video này. Xin cảm ơn và xin chào các bạn nhé. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.